tại hà nội tổ công tác của thủ tướng chính phủ do bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng làm trưởng đoàn đã làm việc với bộ giáo dục và đào tạo nhằm đôn đốc kiểm tra và đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng chính phủ điện tử cải cách thủ tục hành chính và tình hình thực hiện các đề án trong chương trình công tác của chính phủ thủ tướng chính phủ công tác của chính phủ đánh giá cao sự chủ động của ngành giáo dục trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Lần đầu tiên, nước ta có 4 cơ sở giáo dục đại học lọt vào top 1.000 thế giới, có 11 trường đại học được vào danh sách các đại học hàng đầu châu Á. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã kiến nghị một số vấn đề về cấp phép cho các trung tâm ngoại ngữ, đồng bộ các phần mềm quản lý dạy và học để tạo điều kiện xây dựng chính phủ điện tử. Tổ công tác đề nghị Bộ Giáo dục tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị giáo dục, ứng dụng chữ ký số trong toàn ngành tái cấu trúc thủ tục hành chính nhằm đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến kết nối với hệ thống dịch vụ công quốc gia đẩy mạnh tự chủ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học